Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, đây là video clip đánh dấu sự ra mắt của một ấn phẩm vô cùng đặc biệt dành cho các bạn học sinh lớp 12. Đó chính là bộ sổ tay văn học phiên bản mới dành cho các bạn học sinh lớp 12. Và các em ơi, bây giờ chúng mình sẽ cùng đón chào khoảnh khắc này. Đó chính là khoảnh khắc lần đầu tiên chúng ta được chính thức nhìn thấy ấn phẩm trên video clip của Học Văn Trị Hiên nhé. Bộ sổ tay văn học lần này lấy cảm hứng từ hành trình chinh phục đỉnh núi văn học và chúng ta sẽ có 3 cuốn. Cuốn số 1 với chủ đề Khu rừng của những hoa thơ. Cuốn số 2 có chủ đề Câu chuyện dưới những mái nhà. Và cuốn số 3 có chủ đề Dòng sông ký gửi cuộc đời. Đây chắc chắn sẽ là bộ sách mà nhất định các bạn học sinh lớp 12 phải dành thời gian để tìm hiểu đấy. Chặng đường trong học tập là một dãy núi, đỉnh núi là đích đến cuối cùng. Bạn nhỏ trên bìa sẽ lần lượt chinh phục từng điểm trong chặng đường đó qua 3 mốc thời gian chính. Mốc 1, chân núi, tương ứng với tập 1. Mốc 2, sườn núi, tương ứng với tập 2. Mốc 3, đỉnh núi, tương ứng với tập 3. Như vậy, 3 bộ sách đã tạo thành một câu chuyện xuyên suốt. Đó là hành trình chinh phục đích đến thành công của học tập. Đối với hầu hết các bạn học sinh lớp 12 thì đích đến ấy chắc chắn chính là kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Với cái sự kết hợp màu sắc rất là tươi sáng, bắt mắt, chị hy vọng rằng là cái bộ bìa trước tiên là khi chúng ta nhìn vào bìa của cuốn sách này thì các bạn cũng sẽ có được những cái cảm hứng để chúng ta bắt đầu hành trình khám phá và tìm hiểu kiến thức môn văn thông qua bộ sách này, các em nhé! Hãy cùng bắt đầu chuyến hành trình với từng cuốn sách trong bộ sổ tay văn học với phần đầu tiên, một chiếc audio nhỏ xinh để các bạn có thể nghe văn bản này trước. Sau đó, chúng ta sẽ cùng với nhau đến với phần nội dung thông tin về tác giả tác phẩm được truyền tải vô cùng chi tiết. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng với nhau đến với phần quan trọng nhất, đó chính là nội dung của tác phẩm. Chị sẽ đề cập rõ ra về từng vấn đề có thể hỏi trong tác phẩm đó. Và mỗi vấn đề thì sẽ được truyền tải dưới 2 hình thức. Hình thức số 1, để các bạn dễ hiểu, chúng ta sẽ gạch ý và xác lập một giả lý. Hình thức số 2, chúng ta sẽ có bài viết mẫu để các bạn có thể tham khảo. Sau khi qua phần nội dung quan trọng nhất, chúng ta còn có thêm bộ mở bài kết bài này và bộ đề để các em có thể luyện tập. Và cũng đừng quên nhá, có một thao tác vô cùng quan trọng mà chúng mình cũng cần phải luyện tập khi viết nghị luận văn học đấy. Đó chính là thao tác so sánh văn học. Và cũng chính vì lẽ đó mà một phần vô cùng đặc biệt có trong cuốn sổ tay văn học này đã ra đời. Đó chính là phần liên hệ mở rộng. Và các em ơi, hãy áp dụng tất cả những điều chúng ta được truyền tải ở trong mỗi cuốn sách này để có thể học văn và đặc biệt là kiến thức nền các tác phẩm thật hiệu quả chúng mình nhé. Hiện tại, Học Văn Trị Hiên đang có chương trình pre-order dành cho 3 cuốn trong bộ sổ tay văn học dành cho các bạn học sinh lớp 12 với một mức giá cực kỳ ưu đãi, giảm từ 585.000 xuống còn 495.000. Và các bạn ơi, khi các bạn mua 3 thì trong đợt pre-order này các bạn sẽ được tận 7 cơ. Và 7 ở đây đó chính là các bạn sẽ được tặng kèm một cái bộ tài liệu độc quyền của Học Văn Trị Hiên giúp các bạn cải thiện việc viết nghị luận văn học với 4 cuốn. Và 4 cuốn này đó chính là bộ mở bài kết bài này. Sau đó sẽ là yêu cầu nâng cao trong bài nghị luận văn học này, liên hệ mở rộng trong nghị luận văn học này và bộ từ điển nâng cấp diễn đạt. Đây chính là một cái bộ tài liệu trị giá 99.000 đồng được tặng kèm cho các bạn khi các bạn đặt 3 cuốn bộ sổ tay văn học này. Đây là một cái chương trình ưu đãi cực kỳ hấp dẫn và sẽ chỉ dành cho những bạn học sinh tham gia trong chương trình pre-order này thôi đấy. Chị Hiên tin chắc chắn rằng không chỉ đem đến cho các bạn những phần kiến thức thật hay về các tác phẩm trong bộ sách này đâu, mà đây chắc chắn còn là một bộ sách để thắp lên trong chính các bạn cảm hứng và tình yêu thương đối với môn học này đấy. Hãy nhanh tay dinh ngay bộ sổ tay văn học phiên bản mới về tủ sách của mình để có thể học văn thật tốt và đạt số điểm thật cao nha!
Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.